đến lúc ông Thuzier cần thay đổi để giữ ghế. Huấn luyện viên Thuzier đang khá khó xử khi rất nhiều cái tên nằm ngoài kế hoạch sử dụng trước đây ở tuyển Việt Nam chơi thăng hoa tại V-League những vòng đấu vừa qua. Thứ nhất, kết thúc Asian Cup, việc tuyển Việt Nam thất bại toàn diện và sớm bị loại khiến huấn luyện viên Thuzier đối mặt với rất nhiều chỉ trích, đặc biệt sau trận thua trước Indonesia. Thất bại này được lý giải bằng nhiều nguyên nhân, nhưng lớn nhất vẫn nằm ở cách dùng người có phần hơi chủ quan của thuyền trưởng người Pháp khiến đội nhà sớm rời cuộc chơi tại Asian Cup 2023. Cụ thể hơn, huấn luyện viên Thuzier không dùng Hùng Dũng, Tấn Tài, Duy Mạnh vốn rất giàu kinh nghiệm, thay vào đó là các cầu thủ trẻ tuyển Việt Nam vất vả rồi thất bại trước Indonesia, vốn được tăng cường sức mạnh bởi những nhân tố đáng chơi bóng tại châu Âu. Thứ hai, không lâu sau thất bại ở Asian Cup, tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ tái đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới ở trận lượt đi và về. Với nguyên tắc làm việc và mục tiêu đặt ra, huấn luyện viên Thuzier tiếp tục theo đuổi kế hoạch trẻ hóa tuyển Việt Nam hay không còn phải chờ đợi. Nhưng ông hẳn khó bỏ dở những điều đang thực hiện, tức dành niềm tin vào các học trò cũ từng huấn luyện trước đây lúc họ còn rất trẻ. Có thể thấy, mặc dù sử dụng song song một số cựu binh, nhưng ông Thuzier vẫn nghiêng nhiều về nhóm cầu thủ trẻ hơn trong phần lớn các trận đấu của tuyển Việt Nam trong năm qua, bất chấp phong độ lẫn năng lực chưa đủ. Điều này từng được thấy khi kết thúc nhiều trận ở vòng loại World Cup hay Asian Cup, nhóm cầu thủ trẻ rời sân luôn chiếm số đông so với các cựu binh. Thứ ba, ông Thuzier không dễ từ bỏ kế hoạch trẻ hóa tuyển Việt Nam, kể cả đối mặt với hàng loạt áp lực, sự chỉ trích từ người hâm mộ hay truyền thông. Nhưng vào lúc này đây, thuyền trưởng người Pháp đang ở thế vô cùng khó xử khi hàng loạt cựu binh, đặc biệt hơn, ít được sử dụng dưới triều đại của mình tiếp tục thăng hoa tại V-League. Văn Thành, Văn Quyết và đặc biệt Hồ Tấn Tài là những ví dụ điển hình khi các cựu binh này đang đóng góp tương đối lớn vào thành công của đội nhà tại V-League các vòng đấu sau Asian Cup. Ngược lại, sau những lời tung hô, những cầu thủ trẻ mà ông Thuzier đặt niềm tin suốt năm qua bắt đầu chững lại, thậm chí bị treo giò nội bộ như Đình Bắc vì tư tưởng bệnh sao. Đương nhiên, rất khó xử bởi kế hoạch trẻ hóa tuyển Việt Nam vẫn cần phải theo đuổi. Nhưng nếu thất bại trước Indonesia trong hai trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới, chiếc ghế ông Thuzier đang ngồi thật chẳng dễ mà giữ. Thế nên ông Thuzier có lẽ buộc phải tính tới phương án dùng những cựu binh phong độ cao. Tấn Tài gửi thông điệp, huấn luyện viên Thuzier có trả lời. Sau khi bị bỏ rơi ở tuyển Việt Nam, Tấn Tài tiếp tục chơi ấn tượng ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Điều này có làm huấn luyện viên Thuzier thay đổi định kiến. Phút 12 trận Công an Hà Nội tiếp đón Thanh Hóa tại vòng 11 Naigoff V-League 2023-24, Tấn Tài giúp đội chủ nhà có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sau cú phá bóng của cầu thủ Thanh Hóa, tuyển thủ Việt Nam ngã người bắt vô lê từ ngoài vòng cấm. Bóng đi tầm thấp và thủ môn Xuân Hoàng không kịp cản phá. Bàn thắng đẹp mắt của Tấn Tài mở ra chiến thắng 3-1 cho đội bóng ngành công an. Với Tấn Tài, đây là pha lập công rất có ý nghĩa khi anh đang kiên trì chinh phục huấn luyện viên Thuzier. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Tấn Tài có vai trò quan trọng và thường xuyên đá chính. Khả năng lên công về thủ của hậu vệ cao 1m80 góp công giúp tuyển Việt Nam giành được nhiều chiến tích. Nhưng sau khi huấn luyện viên Thuzier dẫn dắt tuyển Việt Nam, Tấn Tài bị bỏ rơi một cách khó hiểu. Ở chiến dịch Asian Cup 2023, cầu thủ Công an Hà Nội nhận vé vớt lên tuyển và tưởng như ông Thuzier nhận ra những ưu điểm của anh. Nhưng một lần nữa, cầu thủ quê Bình Định lại không được trọng dụng. Tấn Tài là một trong số ít cầu thủ không được thi đấu một phút nào ở giải đấu châu lục. Sau giải đấu, huấn luyện viên Thuzier đến gặp riêng Tấn Tài và nói: "Tôi rất tiếc khi chưa thể sử dụng cậu ở giải này một cách phù hợp. Tôi đánh giá cao cậu ở thái độ và nỗ lực trong tập luyện. Ở vị trí nào, nhiệm vụ nào cậu cũng cố gắng thực hiện tốt. Vì điều kiện khách quan về thời gian chuẩn bị cho giải đấu mà tôi chưa thể trao cơ hội cho cậu. Cậu có thể lựa chọn, cân nhắc vị trí sao cho phù hợp như tiền vệ trung tâm, trung vệ lệch phải hay chạy cánh phải. Vị trí mà cho đến giờ, tôi vẫn để cơ hội cho tất cả. Luôn cố gắng nhé." Thực tế là có thời gian Tuấn Tài được thử nghiệm ở một số vị trí khác nhằm tăng tính cạnh tranh ở tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Kia Tae-suk, cầu thủ sinh năm 1997 được chơi ở đúng vị trí sở trường của mình và đó là quyết định hoàn toàn đúng của Zico Thái. Không chỉ ghi bàn ở trận thắng Thanh Hóa, Tấn Tài còn ghi dấu ấn ở trận thắng Sông Lam Nghệ An và Hồ Chí Minh. Cả ba trận đấu dưới thời huấn luyện viên Kia Tae-suk, Tấn Tài đều được đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút. "Tôi muốn giúp các cầu thủ có phong độ tốt nhất để được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Vì vậy, phong cách của Công an Hà Nội sẽ giống như đội tuyển quốc gia Việt Nam," huấn luyện viên Kia Tae-suk nói. Tấn Tài và huấn luyện viên Kia Tae-suk đang làm tất cả để gửi thông điệp tới huấn luyện viên Thuzier. Liệu ở hai trận đấu gặp Indonesia vào tháng 3 tới, ông Thuzier sẽ mở lòng đáp lại? Võ Chiến mỉm cười trước tin huấn luyện viên Park hụt ghế thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam nhận tin buồn từ Đặng Văn Lâm. Tấn Tài gửi thông điệp, huấn luyện viên Thuzier có trả lời. Đến lúc ông Thuzier cần thay đổi để giữ ghế. Võ Chiến mỉm cười trước tin huấn luyện viên Park hụt ghế thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc. Tờ Thái Rát giật tít. Võ Chiến mỉm cười để nói về việc huấn luyện viên Park Hang-seo không tiếp quản đội tuyển Hàn Quốc. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Hoang Sung-hong vào ghế huấn luyện viên tạm thời của đội tuyển Hàn Quốc. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội nhà trong hai trận đấu với Thái Lan
ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới. Trước đó, nhiều người đồn đoán huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đảm nhiệm vai trò này. Chia sẻ về lý do chọn huấn luyện viên Hwang Sung-hong thay vì huấn luyện viên Park Hang-seo, Chủ tịch Ủy ban tăng cường đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Yong Hae-sung cho biết: "Chúng tôi đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Hwang Sung-hong dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc trong hai trận đấu với Thái Lan vào ngày 21 và 26 tháng 3. Nhiều đội tuyển trên thế giới từng áp lực việc đôn huấn luyện viên đội trẻ lên dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong trường hợp khẩn cấp. Huấn luyện viên Hwang Sung-hong đang làm việc cho KFA trong vai trò huấn luyện viên đội trẻ. Ông ấy đã gặt hái thành công khi giúp đội U23 Hàn Quốc vô địch ASEAN 2023. Trong buổi họp lần thứ 3, Ủy ban tăng cường đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã xem xét kỹ càng 3 ứng cử viên, trong đó có huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn huấn luyện viên Hwang Sung-hong. Tôi đã đề cập vấn đề này với huấn luyện viên Hwang Sung-hong và ông ấy chấp thuận. Huấn luyện viên Hwang Sung-hong là người hiểu rõ tính cách và năng lực của các cầu thủ ở Hàn Quốc. Đó là lý do ông ấy được chọn. Về việc huấn luyện viên Hwang Sung-hong dẫn dắt hai đội bóng cùng lúc, ông ấy khẳng định không có vấn đề gì và sẵn sàng đảm nhận vai trò kiêm nhiệm. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo hụt ghế huấn luyện viên trưởng ở Hàn Quốc khiến báo chí Thái Lan vui mừng. Tờ Thái Rat giật tít, Võ Chiến mỉm cười để nói về việc huấn luyện viên Park Hang-seo không tiếp quản đội tuyển Hàn Quốc. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh, huấn luyện viên Park Hang-seo không được chọn để tạm thời dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Sau khi danh tính huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Hàn Quốc được công bố, người hâm mộ xứ Kim Chi đã phản đối dữ dội. Họ yêu cầu chủ tịch KFA Chung Min-woo phải từ chức. Họ không hài lòng khi KFA không tìm được huấn luyện viên ưng ý sau khi sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Tờ Ido-jung cũng vui mừng khi đội nhà không phải gặp lại huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ báo này nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu của hai huấn luyện viên Masatada Ishii Nhật Bản và Hwang Sung-hong Hàn Quốc hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam nhận tin buồn từ Đặng Văn Lâm. Theo những cập nhật gần đây, chiến lược gia người Pháp gần như không thể có được sự phục vụ của Đặng Văn Lâm khi chấn thương của anh mất nhiều thời gian để bình phục. Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Indonesia ở một chiến dịch lớn khác là vòng loại World Cup. Cuộc đối đầu lần này cũng có những ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi hai đội là đối thủ chính của nhau trong bảng và đội thắng sẽ có cơ hội rộng mở để đi tiếp. Vì chấn thương của nhiều trụ cột và các yếu tố khác, đội tuyển Việt Nam đã để thua trước Indonesia ở Asian Cup. Chính vì vậy, huấn luyện viên Thu Dê rất cần sự quay trở lại của các công thần để tạo nên một đội hình Việt Nam hùng mạnh nhất. Nhưng điều đáng buồn là theo những cập nhật gần đây, tình hình chấn thương mới từ Văn Lâm đã khiến huấn luyện viên Thu Dê cũng như đội tuyển Việt Nam trở nên thấp thỏm. Như đã đưa tin trước đó, thủ thành Đặng Văn Lâm bị đau khi bắt chính cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định ở trận gặp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tại vòng 9 V-League 2023-24. Đến vòng 11 V-League khi tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Bình Định, tiếp tục thiếu vắng Văn Lâm vì chấn thương. Kết quả ở trận đấu, họ đã để thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dù đã tạo ra thế trận lấn lướt hơn. Mới đây, huấn luyện viên của Bình Định, ông Bùi Đoàn Quang Huy đã có một số chia sẻ cập nhật trạng thái chấn thương của Văn Lâm. Theo ông Huy, chấn thương của thủ thành này nặng hơn dự kiến ban đầu và đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại thời điểm vòng loại World Cup diễn ra. Chấn thương của Văn Lâm nặng hơn dự kiến ban đầu. Bộ phận y tế đang cố gắng chữa trị tốt nhất để Văn Lâm có thể kịp bình phục cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup. Theo lịch thi đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt đi và để gặp đội tuyển Indonesia lần lượt vào ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3. Đến tháng 6, đoàn quân huấn luyện viên Thu Dê sẽ đá trận lượt về gặp Philippines và Iraq. Ngoài ra, sau trận đấu, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy thừa nhận Bình Định chỉ là đội bóng tầm trung của V-League và có phần phàn nàn về công tác trọng tài. "Tôi xin chúc mừng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã thể hiện tốt trong trận đấu này. Trọng tài nhận về nhiều phàn nàn nhưng các cầu thủ Bình Định vẫn tuân thủ các quy định. Do đó, tôi mong trọng tài cũng biết chuyện và công bằng. Bình Định không phải đội mạnh hơn nhóm dưới, đó là sự thật. Đội bóng của chúng tôi không sở hữu lực lượng dày, chỉ là đội tầm trung tại V-League. Trước mắt Bình Định sẽ đối đầu với câu lạc bộ Quảng Nam và tôi đánh giá hai đội mạnh ngang nhau. Trận này sẽ tranh chấp giữa sân nhiều. Bình Định sẽ cố gắng giành được điểm số